Nãy giờ mình mới ghi hình ở trong cái khách sạn của mình vừa xong. Mình nghe con mình la gì quá trời ta. Gì vậy? Về phu. Điện thôi. Cái gì mà đen? Có tôm không? Lũ của ai vậy? Đặt lâu chưa? Giờ 2 3 ngày rồi. Chừng của người ta ông ơi. Của mình mà. Của mình. Phải không? Đâu? Nè, tôm nhóc nè. Tôm tươi luôn. Nè con để dưới nước đi, hồi vô gọng lại. Vô cho thở oxy còn sống con. Cái gì vậy? Cái gì la quá trời vậy? Đang thăm nghe gì tủm tủm tính qua coi với con cá nó cạn. Phải không? Ngoài con thấy sao? Chỗ nào? Ở chỗ đó. Cái đầu đen thui à. Phải không? Quá trời hết hồn anh em chạy lên. Đi bánh coi cái gì? Quá trời bị cây chạy từ thôi, chạy chi dữ vậy? Đầu bên kia có không? Thường vô hai đầu á. Tôm lóng nhiều, rộng đi. Phải bên đó không? Bây giờ hai mày lội bên đây qua nó đi, chỗ này nè, qua nó đi, qua làm chuối. Cha đi kiếm đường nha đi. Bây giờ mình xả lội về cái hướng phía bên kia để xem coi như thế nào. Con mình nó nghe cái gì mà đùng đùng quá nha. Nó không biết cái đó là cái gì nữa. Lộ được không ta? Bay được không trời? Rồi rồi. Mất mới đổi hết 3 triệu về các bạn. Cái này mà lọt cái nữa là xong luôn. Hên quá. Trần gắn đó Phú ơi. Bà hổm cha nghe mày nói ở đây có con gắn bự mà. Bà hổm cha nghe con nói là ở đây có gắn bự đúng không? Trần gắn nó lội ngang đó đó. Mà ở đây giờ người ta chặt cây, chặt rừng hết trơn làm sao mà có gắn ta? Đúng không? Thấy gì không? Chừng gì? Đen hả? Cái máy đưa cho Quý cầm đi. Quý quay chuẩn hơn mày quay cái gì đâu không vậy? Coi gì? Cái gì? Để xem cái đường đó đi nè. Không lẽ trên bờ đi xuống vậy hả ta? Trong đây có cái hang ngắn bự lắm. Có con gì nó trên đây nó lên nè. Phải không? Bỏ quên cái lạ đó nè. Ở đâu? Qua lấy về luôn đây mượn của người ta mà. Hồ quá. Mày gì vậy? Chạy lên, chạy lên. Chạy lên. Trời ơi. Để nó té luôn như vậy. Trời ơi. Cái gì vậy? Gì đang thằng lùi trời? Quá trời cây sắt vậy. Tự thôi.
thấy hoa mà sao chạy từ được. Phải không? Ma đâu bỏ dưới nước trời. Dạ, để té chặt giò luôn rồi. Ai? Để té chặt giò luôn. Chặt luôn hả? Đi được không? Được, đi được. Trời ơi. Đâu đi thử coi. Chặt dây sao đi học? Quẹo. Chạy đi từ làm gì chạy dưới vậy? Thấy như con ma dưới ai? Ma đâu mà dưới sông, dưới ao. Má nó con khúc mà ai thui à. Hay là người ta mở cống vậy? Nước vô dữ lắm. Không lẽ đây có ma da trời? Con cũng tính nói vậy đó. Ma da chỉ có ở dưới sông là nói chung là chỉ có ma da thôi chứ làm sao mà có cá gì. Mà ma trên bờ đâu xuống sông dưới ao được. Mất tiêu quá trời. Ở đây một lần cha nghe ông ngoại nói là có nhiều người chết trâu về đây nè. Ở đâu rồi? Mới làm đùng cho nó giờ mất tiêu quá hả? Bỏ cái mất tiêu, bỏ luôn đi. Sáng nay mình đi vòng anh kia mình vớt nó đi. Cái này con đặt cái lú của mày dính trong cổng luôn người ta. Con mới đặt hai mấy cái lú đó nữa. Cái gì dính? Con đen á. Sao dính được? Nó là ma da, nó kêu chừng nó tìm mấy con tép cá trong cái lú mày nó ăn á. Cái lú con mới hầm cái này tôm nóng luôn, không lẽ nó dí vô đây rồi nó tính ăn. Đúng rồi. Con đặt mấy ngày cái ngục đó? 2-3 ngày rồi. Vậy hả? Mình nói tính ăn rồi con lại con dở lên nó nóng quá nó gợt. Kìa giống nhất kìa, kìa. Thấy không? Nó. Trời ơi. Nó. Khủng khiếp. Dí nước đó sao? Nó. Di chuyển luôn á. Rồi nó lội nhội dưới luôn kìa. Cam bây giờ bị nhiễu sóng luôn các bạn. Ghê gớm thiệt chứ. Máy bệnh bị nhiễu không? Quay kia kìa, quay của mình bự một chút á. Ừ. Kìa chỗ đó kìa. Trời ơi. Không lẽ con rắn bự cho ăn? Không phải đâu. Mà già con ơi. Nó. Con quay bự bự á, con hình này nè, nó mới đẹp nè. Con quay con hình ban đêm mà quay vô sao đẹp. Đó. Mà già. Thấy chưa? Đó. Ông nô ra quá trời. Cái măng mà giờ vậy còn sao trời. Trời cái này bỏ lúi luôn quá. Hôm nay đây có miễu bà nó vô đây nó ở đây trời. Coi chừng ma da này nó tính vô miễu bà nó tu. Bệnh có ngôi miếu các bạn mới xây dựng. Có phải mình đến ngôi miếu để mình tu hay không? Vong linh ma da. Tu người ta lên trên miếu đi. Ở sông sao mà tu được? Con thấy cha bắt nó ở ngoài sông lớn trống trơn bắt không được nên nó vô đây gần. Không phải đâu. Không phải đâu, nó đâu á. Ở đây mà, ở đây người ta bít cống mà, ở đây là chỉ có ma da khác thôi làm sao. Ma da khác á mà nó ngoài trống bắt còn không được nữa, nó vô đây còn gì không sao bắt. Ta đi xuồng là gặp nó là chết luôn á. Rồi tới đây mấy người đi bắt cá đặt lú rồi sao ta? Không giờ không thấy ai đặt á. Hàng chi ma da này không ra nó dọ người ta chứ gì. Nó lú đầu lên cả nhà. Nhìn thấy ớn thì chứ. Cái này bỏ lú luôn quá chứ nó nằm đi luôn rồi. Sao bỏ được? Bỏ hổng mượn của người ta mấy cái? Mượn ta 5 cái, mượn đặt có 4 à. Bốn hả? Con lấy lên ba còn cá chỗ gốc đó đó. Ngay chỗ dính tôm. Ừ. Lú đầu bên kìa. Đó nghe nè, vong hồn ma da, mình đến đây cần cái gì? Cứ nói. Trời cái mặt nhớt trắng tát vậy trời. Xanh lét ha. Ma da mặt xanh. Xanh lè luôn. Cây nó quá tờ. Cái tư thôi. Xong lội cờ luôn ha. Lội làm như rắn nha ha. Gái chứ. Ủa nó nhanh hơn vỏ lãi trời. Phải không? Ghê gớm thật. Đi đâu rồi? Để con lén lén. Nó lại cái lú mình nó tép á. Lén vậy ta. Con mạch không lấy cái lại. Ờ lén lén.
chừng đằng bên mà lọt cái dưới nước là hư nha. Đó là trả anh ta đi, lại bên kia rồi nâu lại liền. Nó mà chạy lại á, nếu mà nó có bơi lại con lọ qua bên kia cho nó gần hơn, đừng qua lại đây không kịp phải không. Đây là nó kiếm lú á. Rồi đâu kìa, có con cái nó trôi về kia kìa, cái phao kìa. Trôi về ba da luôn kìa. Thôi bỏ đi, chừng nó gọt á. Có cái chài đó. Không phải hả? Vậy con thanh chưa? Ủa, chạy lên. Chạy qua bên kia luôn. Qua bên kia, giết lên. Chạy, chạy. Ừ, giết lên. Lấy cục đất chậu xuống dưới, chậu vô đầu nó cái gì. Ơ cái củi đâu, củi bự bự bên nước đầy mà. Ôi cái ghê quá dai, cái này vô quá. Vô coi. Vô đây nó tìm cá rồi. Nó nghe nè, lại đây nè, tôi giúp cho đi lên miếu. Mình chắc có, nói chung là hôm nay mình đến đây là mình muốn lên miếu mình tu đúng không? Đâu à? Đi từ từ, nó đếm từng bước nó đi. Chạy kịch 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 kịch, chặt gót chặt đồ. Nó sợ quá. Tôi tưởng đâu con rắn con gì mà nó bự dữ vậy. Ở đây trước kia nghe nói có con rắn bự như cái đầu giống như con ma da này nè. Bự, nói chung là bằng trái dừa luôn á. Phú có bảo nó làm gì hả? Thì mới lộ xíu chân cẳng đi không nổi. Cứng luôn hả? Bên tắt đây. Xài em gài không có sạc mà cứ biết xài không mà. Nó đâu rồi? Kìa kìa kìa. Kìa lú lên thấy không? Nó. Nó đội con muốn luôn. Nó. Lên đây nè, chúng tôi cho ăn uống và chúng tôi giúp cho lên miếu tu tập nè. Tu tập với tất cả các vong linh ở trên miếu. Ha. À. Mình đó là nói chung là không biết từ ở đâu đến. Thì mục đích của vong linh đó đến đây là chỉ muốn lên miếu chứ gì. Tôi giúp cho lên miếu. Cái gì? Tốt hả? Tốt hả? Giờ sao đi qua bảnh ta? Giờ gì mà về? Đây nè, tìm cách cúng cái trên miếu á, là bắt đầu vong hồn ma da nó sẽ lên, rồi nó ở trên đó nó tu luôn, hiểu không? Nó hỏi con người ai, nói chung á, nó muốn kéo để nó chuyển kiếp, nó thay thế thôi, nhưng mà đâu phải muốn kéo ai là kéo đâu. Nó phải dễ kéo người ta. Số người ta chưa có tới làm sao kéo được. Cái gì? Ma da hả? Kiếm cá nè. Hay là lên miếu ông bà tu luôn. Muốn lên miếu ông bà tu không?
Rồi. Kìa. Nó nằm trong con muống đó, đội trong. Mà thấy nó rồi đó. Thấy không? Nó đội ra muống đen lên. Thấy không? Đó. Bây giờ hồi mình bài đồ mình cúng cho nó lên miếu đi. Bắt nó vô miếu cho nó tu luôn. Gì? Mà già người ta tu có gì đâu không được. Tu với ông Lục, ông Tà, từ từ ông Tà, ông Lục đưa cho nó đi siêu thoát. Ông Tà, ông Lục là nói chung là các vị chư thiên á, chứ không phải là bình thường đâu. Nó thần thánh mà. Người ta cũng là người nhưng mà xưa người ta tu đắc đạo, người ta thần thánh. Cái gì không? Cái gì? Con này nó đồng hành với miếu Tà khác bên mà nó cũng dám lên nữa nè. Miếu ông Tà là bên đây là của mình. Đó. Còn bên kia là miếu bà. Chắc có thể là nó đến đây là nó muốn tu á. Chứ địa bàn đây của mình toàn là miếu môn không, vô đây làm gì? Vô đây làm, nói chung nó không có khéo đâu. Nó muốn tu á. Nó thấy cái lú tôm thôi là nó lại ăn cắp hay gì á. Chú lên miếu đi, tôi cúng kiến cho ăn nè, rồi tu luôn, thời gian chuyển kiếp nha. Ai nói chuyện vậy? Con ma nó nói gì vậy? À. Trốn mất tiêu rồi. Nó đến đây là nó cần cái sự trợ giúp của mình thôi, chứ nó đâu có làm gì mình được. Ở đây toàn là chi thiên, chi thánh, nói chung là thần thánh ở không á. Cấp thép hả? À? Ê, à, lú của ông ta mới. Thăm có mấy con tôm trong đó nha, tôm không? Tôm. Mới tính lấy tôm đó, làm cháo với kho hủ tiêu ăn. Vậy hả? Nấu cháo hả? Chút nấu cháo ăn ha. Cháo gì? Cháo trắng hả? Cháo trắng như không tiêu. Chừng nào nấu? Đến chút nữa nấu mà giờ ma nó đứng vậy sao nấu. Rồi bảnh tính sổ nó chút rồi nấu. Chứ bây giờ cha cũng đói nữa, chiều mẹ con cho cha chỉ có chén bún sao nọ. Cơm thắng nắng ăn không nổi, đang núp dưới. Ở bên đó đi, hồi sẽ kêu vỏ lãi qua rước mày về. Lỗi quá. Đâu? Đây hả? Qua bắt nó ginh lên dục nó qua miếu đi. Dục nó trên miếu là hồi nó sẽ khô giải nó chết à. Mà giang thường nó sống ở dưới sông với ao không à. Trời ơi, nó còn cuộn ghê không? Cũng khiếp thiệt chứ. Mạnh ghê ha. Cái công sức, nói chung là cái công lực của nó là nếu mà kéo là ba người nó kéo một phát một đi luôn á. Nó nặng lắm, nó muốn nặng lắm, nó không phải nhẹ đâu. Đó. À, con đưa bánh, con lò đeo bánh dám không? Con bài đồ con cúng cho đó. Con đặt máy bên kia xin vô con cúng ở chỗ cái lúa cho bò lên ăn. Chắc không được đâu, con này không dữ quá à. Con lỡ quay lắm em không? À. Nó rắn giò nghe là chết luôn á. Ừ. Giờ mình đi đường vòng ha. Ừ, cho an toàn đi. Chứ biết sao vậy. Đi. Ở bên đó đi, họ sẽ kêu vô lại chở mày về. Rồi. Trái này ngày mai lụm về để dành ăn phút. Không ấy cho người ta. Quý. À. Tính rượu phú quá vậy. Trái môi các bạn. Này ngâm rượu cũng ngon.
Đâu rồi? Kìa kìa kìa. Kim Phú, phải Kim Phú rồi. Bắt luôn Kim Phú. Mày lôi lên cọc nó ngay chỗ miếu là hồi nó khô nhất nó chết rồi. Gì bệnh? Yếu vậy? Đừng lâu con này nó mạnh lắm đó. Anh đâu rồi? Nó vừa mạnh mà nó vừa nhớt nữa, nó không con đụng nó rồi. Phải không? Nó trốn hả? Nào mắt phải không? Nó mạnh. Đi chưa? Chắc nó đi vậy đó. Đây, hai đứa con mình quanh kia. Quá trời trái mồi. Rồi. Thế mô mà chuột nó cạp vậy nè cả nhà. Thơm lắm. Mình đang ở trong khách sạn của mình á, rồi mình đang chỗ khách sạn cũng như là mình mới vừa giúp được Bông. Thì mình đang nằm nghỉ chút cái nghe tiếng la quá trời, nhưng mà cái khúc mà con mình đi thăm lúa là mình biết. Mình biết chứ không phải biết. Ở đây là mình có ma da trời. Chắc xa rồi, nó không lên được rồi. Có cây rồi gác, cây rồi đi ngang được không? Phóng qua luôn đi. Đâu được, được, phóng qua hư à. Rồi con lấy cây kìa. Kìa, cái cây đó. Chắc không? Này cầm trái mô đi. Trái này thơm nè. Được không ta? Thơm không? Cái này cái mới hả? Rồi, mình đi ra ngoài. Lộ luôn hả? Gấu vậy? Còn bên đó không Phú? Phú ơi! Nó còn bên đó không? Quý cầm máy con. Quý cầm máy cho bài rồi cho cúng cho đó đó. Nè nè cầm máy con nè. Trời ơi. Ai da phái thằng Phú. Giờ nó đâu rồi? Lấy lú lên 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 luôn đi. Lú lên đi. Tép gì đó lấy lên đi. Rồi mấy cái gặp mấy cái lò đó là mượn của người ta mấy. Ôi, ê, chọc đi chọc. Cánh mày. Ghê gớm thiệt chứ. Không ấy cái mồi này chậu vô đồng đó nè. Nó láo thiệt chứ. Coi chừng nó đó. Tôi khổ đó ông ơi, tôi có cái lú à.
Đây nè, hồi á chúng tôi cúng kiến cho ăn bánh nè, bánh ngon nè. Nó cái tôm nó gị á thầy. Gị quầy luôn hả? Trời ơi. Để đi, thầy cúng kiến cái bắt đầu nó. Nè bà lấy bánh rồi ra mày cúng nó đi. Đó, bánh rồi đó. Cúng đâu ra? Cúng cho mấy chai trên bờ, hồi nó bò lên nè. Nó nghe mình cúng rồi là nhen khó rồi nó mừng. Mà da này khôn thiệt, kiếm chỗ có tôm được không? Nó đang pin đây. Pin sao mà nó hết pin nó cháy đó được. Hả? Bóp lên nó chớp. Ướt nước phải không? Đâu có. Cầm tay con không mặn đâu để nước. Sao nó cháy rồi nó không ấy. Ê, à, ta cúng cho ăn uống nè. Nãy Maya nó gượt mày làm bán lọn hư pin cái gì? Hay là nó hết pin rồi? Hết pin nó chớp chớp. À. Cây nữa nè. Cho ăn cho uống. Rồi giúp cho miếu của anh bản tu luôn đây. Bản có miếu của anh á. Rồi lên kia đó đi. Cui nước rồi ra cho nó uống. Gái mà ông bà ông mặt ông mày hưởng trước rồi nó không sao. Nó đâu có lợi chứ phải nó người bạn này đâu. Để cho em lên đó hả? Cũng may mắn rồi còn được thịt con. Mấy con? Ít con à. Nó lấy hết rồi. Có lấy không? Có. Lấy đâu lấy? Mà thấy nó lấy hết mới rồi. Đâu tháo được rồi lấy. Thấy cọt, lũng lỗ nè. Đó. Nhiều coi. Này vô làm gì? Hồi nãy nghe Quý nói kho gì đó. Nó kho, nó cháo, cắn. Rồi đem vô đi, con đem vô đi. Giờ tắm rửa thay đồ đi. Chưa phải lộn lỗ rồi. Rồi nó lấy nó dục lên đây nó gì ta. Con Quý ướt con, vô tắm đi. Vô tắm á. Ừ. Nó lấy nó dục lên nè. Phải không? Phá dữ rồi. Quế lấy gì lại quế? Là có nó ăn tôm á. Đói quá nó khổ kệ. Sổ ra bọc luôn ra được mấy con. Cho bà cô chú xem luôn. Ừ, nó gấp. Gấp hả? Nó mua lũng gấp luôn. Cái này mai phải giá lại mới được. Đừng lú mày gách sẵn rồi đổ thừa mà da. Còn bữa con mới mua á, Quý mới mua mấy trăm ngàn á. Phải không?
không biết, không biết. 300 300 á hả? 300 này đặt gì đâu, mới mấy ngày đang sửa gửi gốm nè. Con đặt hay đặt lâu rồi, giờ cũng mới đặt nữa rồi. Thì quý trước mày nó thôi. Được mấy con rồi, chưa có ông đầu kia. Ủa mấy con tôm bự luôn. Trước hay ai? Lâu rồi. Đầu kia có không? Có, có. Lắc lắc hả? Kê kê kê. Cá gì vậy? Nó chết cái nhân này. Nó có tôm không? Thấu lên. Còn mới đặt cái đuống nó ngoài dính nhóc. Tôm bự nữa. Tôm bự, bự không là mưa. Cá này trứng không? Tiêu có, có tôm này đúng rồi, tôm trứng. Trứng cái này nó chuẩn bị sinh sản. Hết đây hả? Hết. Đây còn lúa này. Tôm này kia tôi kêu bằng tôm lóc. Ginh lú vô giặt vũ luôn ơi. Làm được. Trời ơi, ông dở dưới lên là ông phải giặt. Tại chỗ dưới nó mới sạch sẽ. Ma dưới thì giặt. Trời ơi. Bình thường không có ma mình giặt. Được rồi. Vô đi. Đã xử lý chút xưa. Đi kỹ cái. Ừ. Ừ, rồi. Rồi, mình lên hưởng nhang đèn đây rồi. Muốn đi vào miếu tu thì tu giúp luôn cho.
nó nghe nè, lên bờ đi, tôi giúp cho đi về ngôi miếu bển ha. Đây, ông nó là mẫu nha, lên đây là trúng luôn rồi đó. Bên đây miếu ông tà, bên kia là miếu bà, còn tôi là người để giúp vô ông đó. Để tôi giúp cho đi về miếu bển nha. Ăn tép hả? Bánh ăn đi. Tép ăn gì Hương Linh? Nói nghe nè, vong hồn của mình là nơi nào đến đây, hay là mình ở đây từ xưa đến nay? Ừ? Mình phải nói cho cái người đi giúp vong biết lý lịch quê quán của mình ở đâu để họ giúp mình lên bờ, rồi mình tu tập, mình chuyển kiếp, chờ ngày chuyển kiếp. Chứ mình ở dưới sông, dưới suối lạnh lẽo dữ lắm, biết không? Nghe không? Mình mất lâu chưa? Nói chuyện được tôi khai khẩu á. Trời ơi, mặt xanh lét luôn các bạn, ứng lắm. Chịu lên miếu tu không? Chịu không? Chịu thì nó chịu. Cả đâu làm thinh vậy rồi, ai biết cái gì mà để giúp. Mình chịu á là họ mới giúp mình được, có hiểu không? Để mình xem coi cái ổ nó đâu ta. Cứng đầu thiệt chứ, không chịu nghe lời. Đi đâu qua đây nè. Đây rau ngổ quá trời luôn các bạn. Rau này xào rất là ngon luôn, ăn trị bệnh đau nhức luôn. Ở đây tôm cá rất là nhiều luôn, ở ngoài sông lớn nó vô đó cả nhà. Nấu ai bóng hôm mình nấu ai đi kiếm lú con ta ăn nữa gì rồi. Mới thấy lộ qua đây mà ta. Cái tắc
đang cho trái này cả nhà. Còn này là cái gặp sam mình ăn được luôn á. Tự nhiên hôm nay nghe bến sông đặt cá mắm mà bây giờ có ma da xuất hiện vậy, sao mấy đứa nhỏ nó kiếm cá mắm được nữa ta. Vậy là tới đây ăn muối luôn các bạn ơi. Khổ ghê vậy. Nói nghe nè, lên đi. Nó thêm cái nữa kìa. Nãy nó không ginh lên luôn mới ghê chứ. Hay là con ma da này nó ở đâu mới về rồi nó tính lên miếu, nó tu tập. Rồi con mình đi thăm lú á, nó gặp cái nó tính kéo để muốn lên bờ ta. Thường thường những vong hồn ma da hay là những vong hồn mà bị tai nạn giao thông á, trục hồn không có về đâu cả nha. Họ đặt ví dụ họ bị té xe ngay vị trí nào á là họ phải ở đó đó, họ chờ để kéo xe có người mất thay thế họ, bắt đầu họ mới đi được. Còn ma da cũng vậy, đặt cái vụ ngày xưa họ chết đây nè, rồi sau này họ chuyển kiếp thành ma da thì phải họ phải ở đây nó, rồi họ phải kéo ai được rồi họ mới chuyển kiếp được. Khó vậy chứ gì vậy? Chú sáp quá trời. Chính luôn, ghê chứ. Đó, con chuối sống đập cả nhà. Đã nghe nè, không lên chúng tôi đi về không có giúp được á. Dạ thôi mình đi về các bạn ơi. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Bye bye cả nhà.